Kinh nghiệm sương máu của năm người đạt tự do tài chính trước tuổi 40, bí quyết nằm ở một thứ ai cũng sở hữu. 80% đều kiếm bộ từ loại tài sản này, không phải chứng khoán. Đây mới là loại tài sản được nhiều triệu phú tự thân lựa chọn để đầu tư đường dài, giúp họ đạt được tự do tài chính khi còn rất trẻ. Tự do tài chính thường được định nghĩa là có nguồn tài chính để sống cuộc sống mà bạn muốn mà không phải lo lắng về tiền bạc. Đối với nhiều người, điều đó có nghĩa là nghỉ hưu sớm và không làm việc trừ khi bạn muốn làm. Việc học hỏi kinh nghiệm từ những người đã thành công đạt tự do tài chính ở độ tuổi còn rất trẻ là cách giúp bạn định hướng sớm con đường hướng tới tự do tài chính của chính mình. Tàu Ba Win, bí quyết của tôi là thời gian. Ba Win từ bỏ công việc văn phòng để theo đuổi ngành bất động sản và kiếm hơn 1 triệu USD mỗi năm. Năm 2021, chàng trai này có thu nhập 1,5 triệu USD từ việc bán bất động sản và cho thuê. Ba Win tin rằng bất động sản là cách hiệu quả nhất để làm giàu và đầu tư thêm vào thị trường chứng khoán. Lời khuyên của Ba Win cho những người muốn đạt tự do tài chính và nghỉ hưu sớm là hãy tận dụng tối đa thời gian. Trong phần lớn thời gian ở độ tuổi 20, tôi vô cùng bận rộn, không tiệc tùng, không nghỉ mát, thậm chí còn ít gặp gỡ bạn bè của mình. Nhờ vậy, khi 25 tuổi tài sản dòng của tôi đã trị giá 1,2 triệu USD. Bây giờ khi 29 tuổi, tôi có đủ tiền để nghỉ hưu vào ngày mai và không bao giờ phải làm việc một ngày nào nữa trong đời, Ba Win nói. Ludo Merziwonat hiểu chính xác mình cần bao nhiêu tiền để sống. Ludo Merzi nhà đầu tư và bán buôn bất động sản tại tổ Mỹ đã học được rằng bạn không cần phải tạo ra nhiều của cải để đạt tự do về tài chính. Quan trọng là phải hiểu chính xác mình cần bao nhiêu tiền để duy trì cuộc sống của mình. Tôi đã viết ra mọi thứ mà tôi đã chi tiêu hàng tháng như tiền thuê nhà, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, đi lại, thực phẩm, quần áo, giải trí và nhận ra rằng tôi chỉ cần khoảng 3.000 USD để trang trải các chi phí sinh hoạt thiết yếu của mình. Walnut nói, khi đã có con số đó trong đầu, anh chàng đặt mục tiêu kiếm được 3.000 USD một tháng từ thu nhập thụ động. Khi thu nhập thụ động có thể trang trải hoàn toàn chi phí sinh hoạt, Walnut sẽ coi mình là người tự do về tài chính. Khi sở hữu căn nhà thứ ba, Walnut đã vượt qua mốc 3.000 USD. Hiện anh chàng sở hữu 13 căn hộ và vẫn tiếp tục duy trì chi phí sinh hoạt trên. Miễn là bạn có thể sống trong khả năng chi trả của mình và bạn hiểu những nhu cầu cơ bản của bản thân. Bạn hoàn toàn có thể đạt được tự do tài chính, Gornath chia sẻ. Avery Heisen kiếm nhiều vẫn hơn tiết kiệm cận lực. Ngoài tiền lương từ công việc phân tích dữ liệu và tiền cho thuê nhà, Avery Heisen còn kiếm tiền từ các nền tảng truyền thông xã hội như YouTube và TikTok. Vào năm 2021, Heisen đã thu về 115.000 USD từ nhiều công việc khác nhau của mình. Heisen cho biết mình tiết kiệm 80% thu nhập hàng tháng. Chàng trai Mỹ tin rằng việc tìm cách cắt giảm các chi phí lớn như nhà ở và phương tiện đi lại sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc bị ám ảnh về số tiền bạn chi tiêu cho những thứ nhỏ nhặt, chẳng hạn như cà phê. YouTuber này vẫn tập trung hơn vào việc kiếm tiền so với tiết kiệm. Anh chàng đặt mục tiêu kiếm được 50.000 USD mỗi tháng khi 30 tuổi. Tiền sẽ sinh ra nhiều tiền hơn. Nếu bạn tìm cách kiếm được nhiều tiền hơn, nhảy việc, thăng chức hay có nghề tay trái, việc đạt tự do tài chính sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hai nói. Michael và Olivia Zilber, đầu tư cần tập trung vào thời gian thay vì thời điểm. Cặp vợ chồng Michael và Olivia Zilber đã mua bất động sản đầu tiên của họ ở Fresno, California vào năm 2002. Trong nhiều năm, họ làm việc toàn thời gian và sống bằng một nửa thu nhập của mình để tiết kiệm nhiều hơn, mua thêm bất động sản. Thu nhập từ việc cho thuê của họ đủ để hai vợ chồng lần lượt từ bỏ công việc chín đến năm của mình. Hai thập kỷ từ khi mua bất động sản đầu tiên, nhà Zuber đã sở hữu hơn 100 căn hộ và kiếm được hơn 100.000 USD mỗi tháng từ việc cho thuê. Chìa khóa để đầu tư bất động sản là tập trung vào thời gian trên thị trường. Rất nhiều người muốn xác định thời điểm trên thị trường, nhưng thời gian vẫn quan trọng hơn. Bạn càng nắm giữ tài sản càng lâu thì càng giàu có, Michael nói. Grand Sabertier, đầu tư chính là chìa khóa mở ra tương lai giàu có. Ở độ tuổi 20, Grand Sabertier đặt mục tiêu tiết kiệm 1 triệu USD và nghỉ hưu sớm. Đó là một mục tiêu đầy tham vọng và phi thực tế khi anh không có tiền, vừa bị sa thải công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp và đang sống ở nhà bố mẹ. 5 năm sau, vào năm 2015, Sabertier đạt được mục tiêu của mình và nghỉ hưu ở tuổi 30 với 1,25 triệu USD. Cốt lõi trong chiến lược của Sabertier là đầu tư vào quỹ chỉ số. Anh chàng cũng mua các cổ phiếu riêng lẻ bao gồm Amazon, Apple và Facebook. Sabertier đưa ra lời khuyên nếu định đầu tư vào các công ty riêng lẻ hãy chọn những gì bạn hiểu và nắm rõ. Sau đó tìm hiểu tiềm năng đầu tư của chúng, điều anh học được từ huyền thoại đầu tư Warren Buffett. Muốn giàu có, bạn phải kiếm được nhiều tiền hết mức có thể từ chính đồng tiền của mình, Gơ Gian viết. Vì nghề nào cũng chỉ đem lại một khoản thu nhập nhất định, đầu tư chính là chìa khóa mở ra tương lai giàu có. Trong vòng 5 năm, Gơ Gian đã tiết kiệm 50% thu nhập của mình và làm nhiều nghề một lúc. Giờ đây, dù đã trở nên giàu có nhưng anh sống tối giản và để dành 40-50% thu nhập cho việc tiết kiệm.